Chào các bạn. Thời gian bây giờ là 16 giờ 55 phút, tức là 5 giờ kém 5, thứ tư, ngày 30 tháng 9. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9 các bạn ạ. Ngày mai là mùng 1, ngày mai là thứ năm mùng 1, mình bắt đầu làm vải thiều. Ngày mai mùng 1 bắt đầu làm vải thiều. Thì thời gian bây giờ là còn cách lập đông là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 5, 7, 35, 36, 37, 38. Cách lập đông 38 ngày các bạn ạ. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 9, tức là ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý. Cách lập đông 38 ngày. Thì hôm nay mình là mùa thu, ngày mai mình chuẩn bị làm lọc vải thiều. Thì hôm nay mình lại lấy vải Thanh Hà về mình ghép vào vải thiều. Thì vừa rồi nó mọc được 2 lần lọc. Đây. Bây giờ mình lấy cái lần lọc thứ nhất thôi, lọc bánh tẻ. Thì thời điểm chúng ta lấy lọc làm sao cho phù hợp. Còn nếu về ghép là chúng ta ghép tốt nhất là mùa xuân. Nhưng khi ghép cải tạo vườn, ghép mùa xuân nó cực kỳ khó các bạn ạ. Đây có thể lấy được 2 mắt. Đây 1 mắt. Khi chúng ta ghép cải tạo vườn mà ghép vào mùa xuân rất là khó. Nó như thế này này. Thứ nhất là mùa xuân là mùa ghép cây lý tưởng nhất rồi. Bởi vì mình trồng cây cảnh mà mình biết lấy cây cảnh vào mùa xuân là tốt nhất. Vì sao cây cảnh lấy mùa xuân nó tốt như này? Hay là cây ghép cây mùa xuân nó tốt nhất? Thì có thể lấy 2 mắt. Cây sau 1 năm, từ xuân, hè và thu, nó tích chất dinh dưỡng. Đến mùa đông nó ngừng nghỉ, sang xuân nó phát triển. Còn nếu mình ghép vào mùa xuân là quá lý tưởng. Tuy nhiên cái nhược điểm ghép mùa xuân chúng ta cải tạo vườn nó như thế này. Thứ nhất là cái vườn cây của mình hay vườn quả nó đang ra quả, chúng ta không thể cắt quả đi, chúng ta lấy đi mắt ghép chúng ta ghép được, đoạn cảnh chúng ta ghép được. Chính vậy ghép mùa xuân là không có dữ liệu để ghép, hay chúng ta cải tạo vườn. Còn nếu chúng ta ghép vào mùa xuân, chúng ta theo kiểu là cắt hẳn cây đi để mọc mầm mới chúng ta ghép thì quá lý tưởng. Nhiều như mình ghép cải tạo vườn thì mình không làm được như thế. Còn thời điểm mùa thu chính là sau khi vải đã ra được 2 lần lọc, đang chuẩn bị cho ra lọc 3 thì mình ghép vào. Thì cái vải ghép này nó sẽ ra vào cùng với lứa vải lọc 3. Để vải mình nó ra như mình để dâu cắt cụt hết rồi các bạn ạ. À, rất là vô lý. Đây này. Đây. Cắt cụt hết rồi. Thế kia cây cắt cắt như là đấy. Cắt hết rồi các bạn ạ. Đấy. Mùa xuân bây giờ, đây cây này thế. Ra mình chẳng chăm được, cắt cụt hết rồi. Thì cây này mình đã ghép 1 lần từ cái thời gian mà sau. Đây mình cho các bạn xem mấy cây. Mình ghép 1 lần từ sau cái thời gian khi chúng ta thu hoạch xong quả. Còn thu hoạch xong quả thời gian mùa hè, thật ra thì thời tiết ghép không phù hợp, nắng nóng ghép cây nó không đảm bảo. Tuy nhiên mùa hè có ưu điểm là giống chúng ta rất nhiều, bởi vì sau khi chúng ta cắt quả đi thì cái quả đấy chúng ta đừng cắt sát, đừng cắt bỏ nhiều, mà chúng ta lấy cái đoạn ngọn đấy chúng ta ghép rất là tốt. Đây chính là mình lấy ghép đây. Còn thời gian mùa hè là nhược điểm như vậy. Nhưng mà ưu điểm nó là lắm giống. Và đằng nào mình cũng cải tạo vườn. Vậy là chúng ta ghép được. Thì nó mọc được. Thì bây giờ cũng được 2 lứa lọc. Đây là điều kiện 2 lứa lọc nhé. Mình không chăm. Chăm nó thì bây giờ lứa này được lứa thứ hai. Nhưng bởi vì mình làm xen với cái vải thì chúng ta thu. Vẫn mục tiêu là ra vải để lọc 3 để mình thu, cho nên mình lọc 2 này mình cho sâu ăn cụt. Thì bây giờ mình tiếp tục mình ghép một số cành nó không thành công. Ví dụ cành này. Vậy trong cái lô này ghép thì cái bàn này ghép thì một số vài cành không thành công. Bây giờ mình ghép lại những cành không thành công. Bây giờ mình dừng điện thoại, mình ghép 1 cành, 2 cành làm chia sẻ với các bạn.
Về thời điểm lấy lọc thì chúng ta lấy lọc làm sao cho nó, nói về vấn đề con đường dinh dưỡng, rồi về về chất dinh dưỡng thì mình nói nhiều rồi, bây giờ mình nói ngắn gọn như sau. Thời điểm chúng ta lấy, đây mình ví dụ cái lọc vừa rồi, cái lọc vọc vải Thanh Hà nó già chắc, đang chuẩn bị nhú lọc thứ ba, mà vải thiều này cũng đang chuẩn bị nhú lọc, tất cả hai cái nó đang chuẩn bị nhú lọc, mình lấy thời điểm đấy các bạn ạ. Bởi vì khi nó đang chuẩn bị nhú lọc, tức là cây đã tích đất đủ chất dinh dưỡng, nó chuẩn bị ra thì mình ghép. Khi cây chuẩn bị nhú lọc thì mình ghép, còn cây đã nhú rồi thì chúng ta không nên lấy ghép, bởi vì nó nhú chất dinh dưỡng, nó dùng vào cho lọc rồi thì nó không được ra được nữa, cho nên chúng ta phải để khi nó lá cả đoạn cành ghép và mắt ghép, à đoạn cành ghép này và gốc ghép nó chuẩn bị nhú lọc. Mình đi làm mình toàn phải đựng cái điện thoại vào cái túi ni lông này. Nhiều bạn gọi Zalo mình không nghe bởi vì mình không cầm điện thoại Zalo, và điện thoại Zalo chính là cái điện thoại mình đang quay, cho nên mình hay dùng cái này vào túi ni lông bởi vì nó rất là ướt. Thì hôm nay mình sẽ dùng cách ghép áp các bạn ạ. Các bạn chê mình đồ không chuyên dụng, đồ không chuyên nghiệp, mình có chuyên nghiệp đâu, lâu lâu mình ghép một tí thôi. Các bạn lấy cái thùng, cái thau, cái gì cũng được, tóm lại là mình đựng. Thì mình vẫn nói lại là mình ghép thì không được nhanh, bởi vì cành ghép nó nhỏ, cho nên mình chọn nút cành, đoạn cành ghép nó bằng cái đoạn này. Mình đã cắt sẵn rồi các bạn ạ, cắt sẵn cái đoạn ngắn ngắn để cho gọn gàng. Khi mình lấy lọc mình đã cắt sẵn rồi. Ở đây vị trí nó hơi khó cầm, hơi khó cầm một chút. Mình ghép áp. Đây mình đã vạt chéo một đường. Bây giờ vạt chéo đường của cái đoạn cành đây. Sau khi mình vạt chéo hai đường, làm sao cho hai cái đường nó áp vào nhau đấy các bạn. Mình để bên này các bạn không nhìn thấy. Đấy. Hai cái đường, hai cái mặt chéo của cây nó áp vào nhau. Tí mình quạt cái này mình sẽ để hợp lý như vậy. Bây giờ mình cuốn tia bóng thì một tay mình giữ cái mắt ghép, một tay mình quấn từ dưới lên, quấn theo kiểu là lập nhà. Chúng ta quấn này thì đỡ bị tia bóng đóng mạch cục. Đây, đây là mình quấn nhiều các bạn nhá. Tùy điều kiện, mình muốn làm nhanh thì quấn ít, làm chậm từ từ thì mình quấn nhiều, càng nhiều càng chặt. Đây là cái quấn này là để mục đích là giữ cái chân ghép nó chặt. Ở đây nó không có mầm mặt mọc. Đoạn cành này nó có một mập, một mắt ngủ, hai mắt ngủ, ba mắt ngủ, chỉ cần hai mắt được rồi. Vậy đây sau khi chúng ta quấn chặt, đoạn này chúng ta quấn vừa vừa, như đoạn này chúng ta quấn chặt hơn để cho nó đi qua cái mầm ngủ. Nó chặt chặt để sau này cái mắt ghép nó xiên ra, nó xiên được. Và chúng ta để một đoạn, chúng ta xoáy ngược lại để cho nó giữ thật chặt. Đây, nhất là qua các mắt, để nó thật căng, ngày sau mắt xiên qua. Đấy, ở dưới này chúng ta quấn tự nhiên, còn dưới này chúng ta quấn lại. Cái này nó bây giờ mọc một đợt lọc, sang xuân mọc một đợt lọc. Nó bây giờ mọc một đợt lọc cùng với lọc thứ ba của vải thiều. Nếu nó mọc được. Và sang xuân nó cùng với đợt ra hoa. Nhưng tất nhiên đợt ra hoa nó không ra được lọc nữa, bởi vì ra hoa đây mình không khoanh. Như trên ngọn nó vẫn là vải thiều, mình vẫn muốn lấy quả. Cho nên năm nay mình sẽ không khoanh, nhưng mình phun HPC thì cái lần lọc thứ hai không mọc được nữa, chỉ cần một lần lọc thôi. Vẫn là lọc sau có thể mọc cùng với khi sau khi thu hoạch quả. Và tất nhiên năm nay mình không lấy quả cây này, mình không chủ chức làm quả, nhưng có quả thì mình vẫn lấy. Đợt này ghép thì cái mắt ghép của nó cơ bản là cái mắt lọc thứ hai, chân mắt rất là nhỏ, cho nên mình ghép vào cái cành nhỏ hơn. Đây mình chọn cành tương thức, hơi khác nhau một chút, lệch nhau một tí. Thì khi mình ghép, mình thường là vạt đúng cái chỗ cái mắt ghép này này, thì cái chỗ đấy nó hay ra lọc hơn. Đây, hôm nay ở chỗ này mình sẽ quay đúng hướng điện thoại. Thứ nhất mình dùng chéo vạt chéo một đường. Đấy, vạt chéo nhá. Vậy bây giờ mình vạt chéo một đường ở cái mắt ghép đoạn cành. Làm video hồi hộp quá các bạn ạ, cho nên nó không được vọt, nó không được ngon. Đây, bạn nhìn nhé, mình áp hai cái đoạn vào thật nhanh nhất. Chúng ta nhìn, nó bằng
bằng nhau, được chưa? Bằng nhau. Một tay mình giữ, một tay mình đã là túi bóng và mình cuốn. Đây, một tay mình kẹp vào. À, mình cuốn ngược. Úi giời, ship rơi. Đấy. Bây giờ mình cuốn, cuốn nhẹ nhẹ thôi. Cuốn nhẹ nhẹ, cuốn nhiều lần. Cuốn chặt quá ngày sau nó. Đây, bây giờ mình cuốn chặt một chút bởi mình giải vòng mỏng cái ni lông rồi. Mình cuốn nhiều quá ngày sau nó liền sẹo vào, nó sưng sưng như là tay mình cuốn cái dây nịt vào ấy. Như trẻ con như là cuốn dây nịt. Bây giờ chúng ta cuốn lên. Còn khi chúng ta ghép như vậy, đây chúng ta cuốn ngược xuống. Chúng ta ghép như vậy ra được hai lần lọc thì chúng ta bắt đầu cởi ni lông. Bây giờ mình sẽ cởi ni lông một cây ở bên kia, một số cây bên này. Đây mình cuốn xong nhé, mình cuốn lại chỗ cũ đây, để các bạn nhìn này. Rồi cuốn buộc lại. Khoảng độ 15, 20 ngày nhú lọc. Bây giờ bắt đầu mình đi cởi cái ni lông nhé. Cái ni lông sau khi nó ra được hai lần lọc thì chúng ta cởi ra. Dùng dao kép chúng ta rạch ra. Ngoài ra cái trường hợp mà bây giờ thì đỡ, nếu có bão táp chúng ta có thể dùng cái băng dính cho quấn đen, quấn băng dính đen cho nó quấn lại, hoặc là chúng ta cắt bớt cành đi, không thì nó mắt ghép nó chưa liền liền thấp thì sau này sẽ hay bị bục. Bây giờ mình sẽ cởi ni lông. Sau khi nó mọc được hai lần lọc, cành ghép rất là khỏe như cành này. Đúng là cành này nó mọc hai lần lọc rồi, nhưng bị sâu cắn. Cội cành dưới này đây, mọc hai lần lọc bị sâu cắn. Còn cành này nó bị sâu cắn ngay từ đầu, cho nên mới mọc được một lần lọc thì bị sâu cắn ngay. Một lần lọc thứ hai bị sâu cắn, cho nên cành này chưa cởi nhá, bởi nó chưa liền. Còn cành này bây giờ nó quá lâu rồi các bạn ạ, nó ăn sâu vào rồi. Mình cởi ra, ăn sâu quá các bạn ạ. Mình để lâu quá, nó ăn sâu nó hằn vào, ngày sau không cởi được. Không cần mặn, khẩn gió là gãy mất cành. Đây. Mình cởi ni lông ra. Nó hằn vào khá sâu các bạn ạ. Đấy, như mình vừa nói ấy. Nếu như buộc. Đây mình buộc cũng bình thường thôi, nhưng mà kiểu lâu quá. Mình chưa cởi. Cho nó hằn hết vào rồi. Các bạn phải cẩn thận lấy cái kim băng phải không? Hoặc cái gai cho nó khều này ra. Đấy, mình khều hết rồi. Cơ bản là tháng 8 ở ngoài Bắc mình không còn bão nữa rồi. Cho nên mình không lo. Còn nếu cẩn thận hơn, có thể các bạn mà cành nó dài quá chúng ta bấm bớt đi. Bởi vì là không may nó dài quá, nó mọc tốt quá là nó dẫn đến hiện tượng nó gió nó gãy. Hoặc là không may chúng ta làm gì gãy. Cái cành này cũng cởi được rồi. Cành này thì nó chưa ăn vào. À đây các bạn kiểm tra cái đường ghép áp của nó đây. Nó dính vào các bạn đây này. Đấy. Đây. Mình hơi gần quá, mình để cái thang gần quá các bạn thông cảm nhé. Đây. Mình bật flash lên cho hơi sáng. Đây. Đường cái áp này nó liền rồi. Đấy. Nếu như cởi bây giờ mà không may chỉ cần con gà hoặc là ai đó vô tình chạm mà nó gãy mất. Nó được hai lần lọc rồi. Còn cái này nó chưa có lá cho nên mình chưa cởi nhá. Đấy, nó có lá thì sâu cụt mất. Còn bên này mình cứ cởi được. Các bạn nhìn này, sâu ăn nhiều quá. Đây, cái này cũng cởi ra được rồi. Đây các bạn nhìn đây. Cái đường ghép áp của nó đây, nó liền rồi đấy. Viết ghép ở đây. Thôi trên này mình thôi kệ đó. Đấy, đây cái đường ghép áp đây này, dính liền vào. Khi chúng ta ghép để hai cái đường này nó sắp vào nhau. Đây, các bạn nhìn thật kỹ nhá. Còn mình sang một cây khác các bạn nhìn lại, đây mình đứng hơi chỗ này nó khó nhìn quá. Cành này cũng ghép cùng thời gian mà mình ghép, mình chia sẻ video ghép cành Thanh Hà và vải thiều đây. Cũng bị sâu ăn cụt hết rồi. Cũng ra được hai lần lọc. Lọc cây này khá khỏe. Bây giờ mình lại rạch ra. Bỏ túi bóng ra. Cành này nó mọc trên đỉnh được ba cái mầm. Đấy. Để mình cất con dao thì đã vướng quá. Vừa cầm một tay, vừa quay vừa cầm một dao vướng quá. Đây cây này nó thấp hơn. Mình sẽ quay chi tiết để các bạn nhìn đây.
Sắp tối thế nhỉ? Đây, sang mạnh bên này. Mình một chân mình đứng lên cây, nó hơi được tư thế, nó không được thoải mái lắm. Các bạn nhìn đây. Đây, mình để sao sáng nhất. À, rồi. Đây. Tối thế. Đây, được rồi. Để các bạn nhìn đây. Ở đây, đã rồi. Tối quá. Sao tối thế nhỉ? Đây, cái đường áp của nó đây. Nó liền vào với nhau rồi. Đấy, cái đường áp nó liền với nhau. Vậy là chúng ta ghép, chúng ta để cái tầng phát sinh nó dính liền với nhau, cái lớp vỏ dính liền với nhau. Sau một thời gian, lọc nó mọc và cái này nó áp và dính vào nhau, nó tiếp xúc thì nó phát triển thành công. Mình thử đứng sang bên này xem, mình hơi xuống bậc một chút. Ở đây bên này nhìn khá rõ. Đây, chúng ta nhìn đây khá rõ nhá. Đấy, cái đường này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó dính liền vào nhau rồi. Đấy, rất đẹp. Lần gần như là đều tăm tắp với nhau. Nơi sưng lên một chút thôi. Thôi tương tự như vậy, mình ghép tất cả các cây còn lại. Và chào các bạn nhé. Bây giờ mình không cởi túi bóng nữa, mình chỉ ví dụ thôi. Video này mình đặt chia sẻ là video là kỹ thuật ghép và cởi túi bóng hay bỏ túi bóng. Còn một số cành khác nhưng mình không bỏ nữa, bây giờ mình ghép đã. Còn bỏ sau. Bởi vì cái vải này mình chuẩn bị cho ra lọc rồi. Tháng 10 mình chuẩn bị ra lọc, hôm nay mình sẽ ghép. Đây là trước mình ghép đây, các bạn nhìn này. Tất cả những mầm ghép đây. Mình ghép thưa thưa một cành thôi. Đây một cành này. Bên này một cành này. Đấy, bên kia một cành này. Đấy, mình đã cắt bỏ vải thiêu. Đấy, bên kia mấy cành cũng đều thành công hết rồi. Đây mình rút điện thoại ra các bạn xem, mình không đi đến nơi được. Cái vấn đề hao hụt thì vẫn có, không thể 100% được. Nhưng tỷ lệ ghép như thế là vừa rồi mùa hè ghép là được khá nhiều. Đây, những cành. Hầu như các hướng đều có cành rồi. Đây, những cành đây. Đấy, đều thành công. Vậy là các góc, các hướng đều có cành vải ghép đã thành công. Đây. Một số những cành nhỏ thì mình bỏ đi, còn một số cành to như ở giữa, trên này mình vẫn để. Để sau này vẫn để vải thiều đến 1-2 năm. Để khi nào cái vải này nó kín tán ở dưới thì bắt đầu mình chuyển hoàn toàn sang vải thanh hà. Đây. Đây, cành này cũng thế. Nó ăn vào khá sâu rồi. Thôi tiện đứng ở đây mình đứng thang đây mình bỏ đi luôn. Đấy, không thì để nó ăn liền quá lâu ngày quá nó lại. Bây giờ cởi được các bạn ạ. Được 2 lần lọc, cái nữa là bây giờ không có bão rồi. Ngoài Bắc mình gần như không còn nữa. Không có gió, mấy cành này lọc cũng khá nhỏ. Không sợ nó nặng gãy. Như đây ai trẻ con nó nghịch nó trèo lên, hoặc là chim chóc hoặc là gà hoặc phun nước sâu mình. Đây cảnh này rất đẹp nhé các bạn nhìn này. Đấy. Nó liền vào đẹp không? Rất là đẹp. Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Bây giờ là 17 giờ 22 phút tối rồi. Mình tiếp tục đi ghép những cái cành còn sót, còn thiếu hoặc là bị chết, bị hỏng, hao hụt. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình, chia sẻ với nhiều anh em bạn bè cùng nhau tham khảo. Ngoài ra mình cũng chỉ là một người nông dân bình thường. Đặc biệt mình không phải thợ ghép. Cho nên không thể ghép nhanh được như các bạn. Giờ các bạn chia sẻ quấn cái túi bóng vào cái cây, cái đũa để quấn. Vân vân. Thôi mình rồi, nhiều người bảo mình không chuyên nghiệp. Bởi vì cái đồ của mình nó không chuyên nghiệp thật. Nên mình có phải đi thuê thợ ghép đâu. Mỗi năm chỉ ghép, ví dụ như cải tạo năm nay ghép này đã hết năm nay cây này coi như thành vải thanh hà rồi. Chẳng qua bây giờ mình bỏ đi những cành này. Thì sang năm có thể cả cành này có quả. Vừa rồi cành nhà mình phun nước sâu. Được 3 lần lọc, cành này có thể có quả như thôi. Mình bận lắm các bạn ạ, không có thời gian làm được nhiều vì vậy. Cho nên chỉ được như thế thôi. Quan trọng nhất là cái chia sẻ tấm lòng chân thành của mình mà thôi. Thôi chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.